Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lập trình tại Suntech. Như các bạn biết, vừa rồi View nó cho ra mắt version mới nhất là version 3 cách đây mấy tuần. Thì hôm nay mình mới có dịp để cùng các bạn xem là ở version 3 này có gì mới. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem có gì mới ở version 3 này. Và nó cũng sẽ là tutorial mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Vue.js, nhưng sẽ là Vue.js. Đó, các bạn hãy theo dõi nó ở trên kênh học online trên chính website suntech.edu.vn này để có thể theo dõi thêm. Thì hiện tại các video bên mình đang up lên rồi, và mùng 1 tháng 10 này sẽ có video chính thức của các khóa free ở trên kênh của Suntech, thì các bạn nhớ theo dõi. Rồi, ok, thì về cơ bản thì những concept của Vue ở version 3 này thì nó không có quá nhiều thay đổi. Đó, nó có một vài cái cú pháp thay đổi và nó có thêm một vài cái mới, nó giúp cải tiến cái performance cũng như là tăng cái hiệu suất của thằng Vue này lên. Thì ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà chúng ta sử dụng thằng Vue 3 này như thế nào đã. Mình thấy là nó không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên thì về cú pháp thì nó sẽ thay đổi một chút xíu. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Cũng như phần Vue 2 thì chúng ta sẽ tạo ra một trang trước như thế này. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái gọi là demo1.html. Thì đây là trang HTML của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra là Vue.js. Vue 3. Đó. Đó. Để sử dụng Vue thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách nhúng thư viện của nó vào. Thì các bạn có thể nhúng sử dụng giống như jQuery. Thì ở đây mình có thể sử dụng CDN như thế này. Đây, mình sẽ sử dụng CDN như thế này. Đó. Và mình sẽ nhúng nó vào SRC như thế này. Đó, như vậy là mình đã nhúng được thằng Vue 3 này vào rồi. Ok chưa các bạn? Và chúng ta khi mà sử dụng Vue thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái scope cho nó. Có nghĩa là khi mà chúng ta tạo ra một cái instance, tạo ra một cái đối tượng của Vue ấy, thì chúng ta cần phải khai báo là cái đối tượng này, cái instance này, nó sẽ có cái phạm vi hoạt động như thế nào. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái thẻ div có ID là app như thế này. Đó. Và tất cả những cái được khởi tạo từ thằng instance view, chúng ta sẽ quy định là nó chỉ có tác dụng và chỉ có sử dụng được trong cái phạm vi của thẻ div này thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái script tiếp theo để chúng ta khai báo cú pháp của thằng Vue.js. Nó cũng không khác gì Vue 2 cả. Chúng ta cũng sẽ phải khởi tạo một cái instant view, nhưng cái instant view này, cái cú pháp khởi tạo của nó sẽ khác một chút thôi. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay bây giờ. Đây, nó sẽ đơn giản như thế này thôi. Thay vì ở view instant thì chúng ta sẽ là tạo new view, thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái như thế này. Đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái view.createApp như thế này. CreateApp như thế này. Đó, được chưa bạn? Được chưa các bạn? Và trong cái CreateApp này nó sẽ là một cái object. Đó, và nó cũng sẽ chứa tất cả những cái concept mà thằng view nó cung cấp, như là data, như là method, như là created, như là mounted và những cái concept khác, giống như phần lifecycle của nó. Được chưa các bạn? Và ở đây chúng ta sẽ gọi thông qua cái này. Đó, thay vì chúng ta sử dụng một cái attribute giống như ở view 2 là element, viết tắt là L đấy, rồi tên cái selector, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng mount, và selector của chúng ta sẽ là app như thế này. Được chưa các bạn? Và trong đây chúng ta cũng sẽ có những khái niệm như là data, data như thế này. Đó, và đây chúng ta sẽ trả về data như thế này. Được chưa các bạn? Và tất cả những cái ở bên trong, tất cả cái này, toàn bộ cái này, thì chúng ta gọi nó là một cái instant, một cái instant. Và tất cả những cái có trong cái CreateApp này, nó sẽ chỉ có tác dụng trong cái thẻ div này thôi, thẻ div app này thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải bọc toàn bộ ứng dụng của chúng ta trong một cái thẻ, trong một cái element nào đó, và chúng ta sẽ selector nó cụ thể ở đây là ID app như thế này. Được chưa các bạn? Đây,
mình sẽ chạy nó lên. Ví dụ mình có một cái biến là title sẽ là hello world như thế này, hello world đó, được chưa? Mình muốn in cái này ra, mình chạy nó lên này đó, mình chạy sang view bar lên. Bây giờ mình muốn in nó lên cái title này thì chúng ta sẽ sử dụng in nó ở trong div id là app như thế này với title này, được chưa các bạn? Thì ngay lập tức nó sẽ lấy ra được cái giá trị từ trong data của cái intern này lên trên. Nó không khác gì view 2 cả các bạn ạ. Đây, chúng ta đã in được ra. Tại sao chúng ta lại gọi đây là cái scope, tức là cái phạm vi hoạt động của cái intern này. Phạm vi hoạt động của intern này. Nếu cái intern này mà chúng ta khai báo bằng một cái thẻ div khác như thế này, mình gọi ở đây ID, mình để là app 2 đi, như thế này. Và chúng ta in cái value của cái data là title lên trên đây thì chắc chắn nó sẽ không hiểu. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đó, nó sẽ hiểu đây là một cái tag thông thường thôi, được chưa các bạn? Nhưng các bạn đặt cái title này xuống cái app 2 này, có nghĩa là chúng ta đã thay đổi cái vị trí in cái dữ liệu title này vào cái scope mà chúng ta đã khai báo ở đây, thì ngay lập tức nó sẽ nhận được giá trị là hello world như thế này, được chưa các bạn? Thì về cơ bản, cú pháp đầu tiên mà chúng ta thấy ở view bar này thay đổi đó chính là cái cú pháp khởi tạo intern đó. Nó cũng không có gì quá đặc biệt ở đây cả. Tuy nhiên thì với cái cú pháp này thì mình thấy nó khoa học hơn và cảm thấy nó hay hơn đó. Còn mỗi bạn thì sẽ có những cảm nhận khác nhau, các bạn có thể comment xuống dưới video này để cho biết cảm nhận của các bạn về cái cách khai báo intern ở view bar, được chưa? Thì ở video này mình sẽ chỉ giới thiệu đơn giản như thế này thôi, cách chúng ta tạo ra một cái intern, cách sử dụng nó và cách chúng ta bắt đầu code với thằng Vue3 như thế nào đó. Ok, video này mình sẽ dừng lại tại đây. Các bạn hãy comment những câu hỏi của bạn cần xuống video này, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.